Những trận đấu diễn ra với rất nhiều bàn thắng đã diễn ra ở loạt đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đây là vòng thi đấu thứ hai của cả hai đội. Ngày hôm nay thì hai trường Nha Trang họ xuất phát với đội trưởng Đức Thắng, các cầu thủ Nhật Thiện, Quốc Bảo, thủ thành Ý Hòa, Quốc Việt, Tiến Hà, Đình Lợi. Huấn luyện viên trưởng đó là ông Ngô Trần Vĩnh Anh. Bên phía các cầu thủ Minh Hà họ xuất phát với thủ thành Đức Đạt, các cầu thủ Thanh Vương, Tấn Lực, Tuấn Anh, Huy Hoàng, Charlie và Hồng Quân. Huấn luyện viên trưởng đó là cầu thủ Minh Hà trong trận đấu này. Đưa bóng vào, cơ hội mất bóng, sẽ có phản công dành cho Minh Hà. Tình huống va chạm mà trọng tài không cắt còi, bóng vẫn lăn, với đó là Thăng Long. Cơ hội Hà Toro với những tình huống cố định dành cho các thủ hai trường. Xoay sở khá khéo với cái chân phải của mình. Bảo Salem chân trái, cú ra chân bằng chân trái tới Bảo Salem dứt điểm từ rất xa. Hai cú ra chân liên tiếp và người cuối cùng vừa tung ra cú dứt điểm đó là đội trưởng Thắng Heo. Bóng bổng cho các cầu thủ hai trường Nha Trang, rất nguy hiểm, bóng vừa đập vào xà ngang và dội lại. Đường truyền của Đình Lợi, đây là thiện nhỏ. Lỗi thuộc về hàng phòng ngự của các cầu thủ áo vàng. Thành Hữu Phúc, Duy Quân cùng với Thanh Hùng và Thống Bành không đăng ký thi đấu. Bóng bổng, dứt điểm ngay, pha ra chân và quay trở lại Đình Lợi. Vẫn là Đình Lợi quyết định đi bóng, tiếp tục là qua người, dứt điểm bằng chân phải. Chân của Đình Lợi, thiện nhỏ, bàn bật rất hay, không có lỗi. Đường truyền của Việt Bò, đưa bóng vào tới từ Đình Lợi và dứt điểm ngay. Phản công dành cho các thủ Minh Hà, ra chân từ rất xa dành cho các cầu thủ Minh Hà. Cột 2, tình huống lên bóng ở bên hành lang bên phải và cầu thủ chạy chỗ bên phía cột 2. Cú dứt bóng và sẽ có phản công dành cho Minh Hà. Bên đây là đội trưởng của họ, dứt điểm từ rất xa và đó là bàn thắng dành cho Minh Hà. Đội trưởng của Minh Hà vừa mang về cho các cầu thủ Phố Núi một bàn thắng, 1-0 dành cho Minh Hà. Phút thi đấu thứ 25, Italy Eban, cái tên được sướng lên ở trên bảng điểm. Cú dứt điểm như búa bổ ở khu vực trung lộ, mang về bàn thắng đầu tiên. Và chắc chắn rằng với bàn thắng này, trận đồng gỗ của hai trường Nha Trang đó là thủ thành Ý Hòa. Tuy nhiên gần như Ý Hòa không có một phản xạ nào cho pha dứt điểm vừa rồi. Quỹ đạo bóng đi, trả ngược, được chuyển, dứt điểm tới từ Đình Lợi. Cú dứt điểm và hàng phòng ngự của cao thủ Minh Hà đứng vững. Thủ môn Phạm đã có bàn thắng, người chạm bóng đó là Việt Bò. Rất nhiều những quả phạt góc ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và lần này thì các cầu thủ hai trường họ có được người chạm bóng cuối cùng đó là Việt Bò, mặc dù hai cái dàn bù giờ cho hiệp thi đấu đầu tiên. Cơ hội cho thiện nhỏ, dứt điểm ngay tới từ Diệp Huy. Việt Bò, đường truyền của Hà Toro, đưa bóng vào, cơ hội đây rồi. Không được, Diệp Huy có một tình huống bỏ lỡ ở trong vòng cấm. Nha Trang, Đình Lợi có cái chân trái là rất khó chịu. Lỗi đẩy tục là qua người, rất khó chịu. Dứt điểm ngay. Phá có lực, tuy nhiên bóng đã đi không chính xác. Từ Diệp Huy, đây là Diệp Huy, đưa bóng vào, bóng vẫn còn. Việt Bò là người thực hiện quả đá phạt góc dành cho các thủ hai trường. Bóng bóng, đánh đầu và dứt điểm bằng đầu tới từ Diệp Huy. Cộng tốc độ của Đình Lợi, vẫn là Đình Lợi bất tốc, cơ hội Đình Lợi không có cú ra. Đường truyền vào là khá vô duyên tới từ Tấn Lực. Các cầu thủ đã tăng tốc, Diệp Huy, Thành Đồng, cơ hội không được. Tình huống Kim, Bính Nghệ là người thực hiện quả đá phạt từ khu vực giữa sân cho các thủ Minh Hà. Cú đá thẳng, đấm bóng tới từ thủ thành Ý Hòa. Một điểm dành cho hai trường và một điểm dành cho Minh Hà ở trận đấu này. Hai bàn thắng được ghi trong trận đấu này dành cho Italy Eban cùng với đó là Quốc Việt. Cả hai bàn thắng đều ghi trong hiệp 1 và một hiệp 2. Không có bàn thắng cho trận đối đầu giữa hai đại diện tới từ Tây Nguyên cùng với hai trường Nha Trang.